thiệu cho mọi người cái bộ lục giác đầu bi. Đây là một kiểu khác. Trong các cái video trước trên kênh YouTube của Đồ Nghề Lucas thì em đã có review nhiều bộ lục giác đầu bi rồi, cũng là 9 cái từ 1.5 tới 10mm. Thì nó có bộ là màu vàng, màu nhiều màu sắc khác nhau, rồi bộ là có cái khay đựng bằng nhựa màu đen, thì đây là một kiểu khác nữa. Nó chỉ khác là khác cái khay đựng thôi ha. Thì mã hàng hôm nay bộ lục giác này là 159SKUB, đáp ứng tiêu chuẩn DIN 911 / ISO 2936 của Đức ha, sản xuất tại Đức. Mã hàng là 159SKUB đó, của hãng Elora, sản xuất 100% tại Đức. Thì nó được đựng ở trong một cái khay như thế này. Ở trên cái khay hãng họ có ghi sẵn cái size cho mình nè: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 và 10mm. Nó bao gồm 9 cái lục giác loại đầu bi chữ L. Ở đây mình có hai bộ giống nhau đó. Thì cái khuôn này nó đặc biệt ở chỗ là mình khi mà mình sử dụng, mình có thể để như thế này là mình lấy cái cây lục giác ra, mình sử dụng rồi mình cắm vào cũng được, nhưng mà nó sẽ khó lấy hơn. Thì mình sẽ tách cái này ra cái hộp này có thể tách ra được nè. Đó, tách ra như thế này thành hai nửa ha. Thì mình sẽ lấy cái cây lục giác ra rất là dễ dàng. Đó, mỗi cây lục giác như thế này nó sẽ có một cái khe gắn riêng. Đó, khe này rất là chắc nè. Đó, khi mình gắn vào nó rất là chắc. Đó, đảm bảo là khi mà mình bảo quản, mình cất ở trong này, nó sẽ không bị rơi rớt ra, không bị mất đồ nghề của mình. Thì cây to nhất ở đây là size 10 nè ha. Size 10, size 8, size 6, size 5, 4, 3, 2,5, 2 và 1.5mm. Về vật liệu thì cái này cũng được làm bằng chrome vanadium thôi. Bề mặt thì được xi bóng ha. Trên cái thân của cây lục giác là hãng có khắc số size nè, 10mm nè. Elora là tên của hãng, 159KU là Seri Modern. Có nghĩa là cây lục giác này chúng ta có thể mua lẻ từng cây cũng được. Và size lẻ của nó, ví dụ như size 10 thì là 159KU10, size 8 thì là 159KU8, ví dụ như vậy. Về vật liệu là chrome vanadium germany là nước sản xuất. Đó, thân của nó là thân lục giác, thân lục lăng từ đầu tới cuối luôn. Một đầu bi và một đầu bằng, hình chữ L ha. Rất là đẹp, cầm nó rất là chắc chắn. Chiều dài của cái cây lục giác 215 nhân 35. Cây to nhất nè. Size 8 190 nhân 30. Size 6 175 nhân 30. Size này là size 5 thì kích thước sẽ là 155 nhân cho 25. Size 4 kích thước là 135 nhân 25. Size này là size 4, kích thước là 120 nhân cho 20. Kích thước này mình chỉ đo án chừng thôi ha, chứ nó cũng không có chính xác đến từng mm lắm. Còn size này là size 3 thì kích thước là 101 nhân cho 17. Size 2.5 thì kích thước là 97 nhân cho 15. Và size to nhất ở đây, siêu to khổng lồ, thì kích thước sẽ là 88
nhân cho 12. Đó. Đó là kích thước đo từng cây lục giác luôn. Bộ này tổng trọng lượng của bộ này nó nặng khoảng 400 gram. Đó, đây là cái khuôn nè, khi mà lấy hết lục giác ra thì nó còn như thế này, cái sườn của nó đây. Đó. Ở đây có hai cái chốt nè, hai cái lỗ và hai cái chốt để khi mà mình chứa lục giác xong mình bấm, mình khóa lại. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vào lại hết ha, gắn vào từng cây nè. Cái này thì mình cứ để ở trong cái khay như thế này, khi nào mà mình cần sử dụng, mình cần xài cây nào thì mình lấy cái đó ra thôi ha. Mấy cái cây nhỏ này nó dễ bị móc, dễ bị thất lạc lắm. Sau khi mình gắn rồi mình sẽ điều chỉnh lại cho nó đẹp. Rồi. Bấm lại. Đó. Xong ha.